mình phải đề phòng trước hiểu không? Ơi, nhà vệ sinh bên này ấy đấy. Kinh lắm. Thì là không có đứa con gái nào trong. À, tức rồi, con bà nó vào nhà vệ sinh. Anh ơi, con bà nó vào nhà vệ sinh. Còn đứa con trai người này nó đang đi vệ sinh. Go. Mày ơi thôi. Bạn đi vào rồi. Bây giờ anh phải nói như nào để cho bạn ấy cũng phải đợi Mai đi. Bây giờ bạn ấy đã bắt Mai phải bị tái nãy giờ rồi. Bây giờ bạn ấy cũng phải đợi. Bạn cũng phải đợi cho Mai được vào. Mày đi vệ sinh. Cái nhà vệ sinh bên kia thì không đi, tại sao lại đi sang bên này chứ? Hay là nhà vệ sinh bên này bị khóa rồi? Là sao? Chuẩn luôn. Trong lúc đợi thì vẫn có thể là đợi cho cả anh Châu ông kịp ăn bát mì nhỉ? Rồi tới con kia đi đụ à? Mai đụ lâu lắm anh ạ, em thề. Mai đụ lâu lắm. Mấy lần á, nó ngủ ý, xong rồi chị em gọi ra nét ý. Mà nó đụ lâu ơi là đâu. Ê, đừng leo vậy. Ê, đừng leo vậy. Mai rồi, hơi bị yếu. Bạn kia đi đụ chưa? À, bạn kia đi đụ rồi à? Khỏe nhỉ anh nhỉ? Chính ra bạn kia khỏe phết đấy nhỉ? Mai hơi yếu mà sao hót mặt cái kia. Ngày quá. Mai phải kết thân bạn ngay. Cút đâu anh ơi ơi. Ok. Dô dích. Bảng kiên định khổng lồ mặc định mà nó cho với cả để tốc hành nhá. Tốc biến. Tè lè ra cho nó nhanh. Tè lè nhanh. Không, tốc biến là để còn né nữa. Tự dưng mình nữa. Cầm cái tè lè á. Cầm tè lè ra cho nó nhanh. Ân gì? Không, em thì cứ thế nào á. Solo hại 2 lần à? Chơi như này mới sướng. Kiểu chạy điên cuồng để né ra ấy. Thế nó mới thích. Ngồi. Tự dưng này. Bây giờ anh lại đi. Càng nhanh một tụi hay á cự. Cười mỏi mồm. Anh không biết à? Anh không biết à? Motto Hayaku là gì? Motto là nữa. Motto là nữa. Hayaku là nhanh lên. Đấy, nhanh nữa lên. Chết rồi, lại bị bạn kia lây sang à anh? Đúng rồi, Motto Hayaku. Motto Hayaku. Nên anh phải đọc biểu cảm lên. Motto Hayaku. Xong bây giờ này, xong rồi lát nữa em với cả anh Châu tự dưng bật tốc hành này. Ơ kìa, không bật tốc hành ạ. Làm gì? Ôi, thế thì dùng tốc biến, được. Xong rồi lát nữa em với anh Châu cứ mất tờ. Chạy nhanh lên anh ạ. Đây là quẩy thôi. Kinh không? Mai đã dọa dồ bạn ý à. Ôi, bạn ý khung cao thủ kìa. Bạn ý ơi, gắt luôn thế. Nhìn là biết rồi. Bạn ý khung cao thủ em ơi, cao thủ. Em biết là trả hình rồi, em với cầm con này chứ. Bạn lừa tớ đúng không? Tớ biết là cậu gọi là rất là đỉnh cao. Bạn lừa em chị ạ. Thật sự. Anh ơi, mua 2 cái mắt tím với cả... 2... Eri và anh Châu. Đấy, Eri và Châu. Đây. Nói đôi bro gục ngã. Ơi, không có mắt Eri. Tím à. Trời đùa. Eri có phải là em anh cắm một cái mắt xanh này, rồi em cắm mắt tím ở giữa, em cắm có mắt xanh tiếp. Rồi. Anh cắm mắt tím vô. Cắm mắt tím vô đây. Đó rồi. Nào. 1 2 3. Trời nè. Đâu rồi? Mà mất. Ít cự. Mất rồi.
ở trên 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 ấy ra rồi. Dạ. Bị tôi mất khả năng. Tung chơi của em đáng mất. Yes 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 yes. Ơi, mẹ bỏ đồ gục ngã anh ơi, anh gục đi anh. Anh Châu không gục ngã nha, anh Châu không có dô. Cười đu. Rồi, em sao thắng rồi. Nè. Ai thắng, cuối cùng ai thắng. Ờ, chúng ta chuyển hết tới với trận đấu lẹ. Rồi. Ôi, thả đệ ra cạp nhau rồi kìa. Ê, đứng lại đi vậy. Đệ cạp nhau rồi. Đừng đứng lại. Chạy luôn rồi. Em phải chạy đi hả? Chưa kịp bắn kịp. Rồi, đến lượt này. Anh Châu ra tay rồi. Ôi, tao, em thấy luôn. Em nhìn đệ của em tưởng đệ của bạn ấy, em tưởng đệ của mình. Nghĩa là mấy cái con ma con chứ gì? Ừ. Nhìn như đệ mình ấy. Bình thường là mình không dùng skin đâu. Động là đệ mình. Động là đệ mình. Bình thường là em không dùng skin nữa, là chưa có skin bao giờ. Đấy, nhưng mà tí hôm nay lòi ra skin. Sướng sướng, ai bảo sao bạn ý là yêu cầu luôn. Yêu cầu hôm nay là solo luôn. Sao lại để con sư này cười óc chó ấy nhá. Em tưởng đấy là đệ của mình. Đấy. Đâu cũng là đệ. Mai, bây giờ solo con gì không? Lý xin không? Không thể luôn, chắc là do em đi vệ sinh lâu, bị lây bệnh của bạn ý. Thành ra là em bị hoang mang. Anh ạ. Bị lây bệnh. Cảm thấy nhói. Bạn ấy đi độ xong rồi, bạn vô đăng ghê quả. Bạn ấy độ luôn em rồi. Ôi, cái gì đấy? Đủ từ... hỏi bạn ý là cậu ơi, cậu ở đâu? Cậu ở đâu? Mà sao cậu làm như vậy với tớ? Bảo cậu ơi, cậu ở đâu? Mà tại sao cậu có thể làm con mai, đủ con mai nó ngay ở Reed này được? Ok, chào các đồng dâm. Rồi, bây giờ em lại ở team anh Châu. Solo không Mai? Thì anh nào vậy? Chứ mà. Ủa, ai vô vậy? Ủa, tưởng người khác chứ. Ơ? Đúng rồi, gì vậy? Ê. Okay. Make you hurt, anh thấy không? Giang có solo không? Solo em solo. Solo cái gì? Solo Mundo. Solo Nidalee. Nidalee cần mana. Ờ, Mundo. Hoặc là Kennen cũng được, Kennen hoặc Zed, hoặc là Lee Sin, kiểu đấy. Lee Sin á? Lee Sin bắt đi. Thôi, xong Mundo đi. Được. Mundo thực tế nhất. Mang cái bảng kiên định nó cho ấy, mang cái bảng kiên định của nó cho ấy. Quyền năng này, sao à, kiên định nó cho thế. Mang tốc hành đi chơi cho vui em ạ. Và tốc hành lên nó kiểu Moto Hayaku mà mới nhanh được. Không, à, hay thôi. Chứ mang thì chuyển đi làm gì? Mày chuẩn đi, mày không cùng spell. Mày là mày công bằng hả? Được rồi, thế vẫn được dùng tốc biến đúng không? Sao tự dưng lát nữa em lại ấn nhầm tele vào mắt thì vui nhỉ? Sao tự dưng con mai ném cho về mỏ? Anh Châu làm thế nào anh phải đụ được bà đi nhá. Bạn ý đụ em rồi. Được, ăn phải đụ lại bạn ý cho em. Anh hỏi bạn ý là bạn ý đến từ đâu? Đấy, như nào mà đụ được con mai thiết ở tận ngoài Hà Nội này. Ôi, thế đấy chứng tỏ dài nhờ. Đụ được tận cả con mai ngoài này. Đâu? Sao đang đổ độc em anh ạ? Em thấy luôn. Em thấy đổ độc quá luôn ấy. Hạnh đấy. Em vô tội. Đầu đầu tiêu cho em, sao em đầu tiêu lại cho em.
Rồi, em vô.